Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel Ngọc Nguyễn Store. Ngày hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Và trong clip ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ở trong mình thấy ở trong phần comment trên kênh của mình. Thì thấy là có bạn thì bảo anh ơi hãy test game đi, hay là anh ơi làm về một con máy gaming đi. Thì đây, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy gaming đến từ thương hiệu Dell. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây, nhìn thấy cái biểu tượng logo ở đây không ạ? Vâng, đấy, hôm nay mình sẽ mang đến các bạn một chiếc sản phẩm laptop gaming đến từ Dell. Đấy là chiếc Dell Alienware R3, Dell Alienware 15R3. Và sản phẩm này thì mình sẽ nói qua về cấu hình. Và mình sẽ vào cái phần mà các bạn mong mỏi nhất. Đấy chính là test game. Và mình tựa game hôm nay mình sẽ test trên chiếc máy này. Đấy là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Và sản phẩm này cấu hình sơ qua thì sẽ có là con chip Core i7 7820HK, một con chip hiệu năng cực cao và có thể ép sung đến từ Intel. Và tiếp đến là chiếc card đồ họa GTX 1070 8GB VRAM, mang đến cho các bạn một trải nghiệm mình nghĩ là có thể cân tốt được các thể loại game hiện nay. Và tiếp đến là RAM 8GB, ổ cứng SSD 128GB có thể nâng cấp lên được. Đi kèm với đó là màn hình 15,6 inch Full HD 120Hz, có thể giúp cho các bạn chơi những cái tựa game eSports như kiểu CSGO này hay là Valorant có thể mượt mà hơn rất là nhiều. Và cổng kết nối thì các bạn cũng có thể thấy ở đây, thì cái bề dày của sản phẩm này nó làm khá là dày, nó mang đến một cái thiết kế hầm hố, đậm chất gaming. Nhưng cái điểm tốt nhất của việc mà chúng ta làm dày cái phần thân máy như này, đấy là hệ thống tản nhiệt. Khi mà mình trải nghiệm con máy này thì nó mang đến cho mình một cái trải nghiệm gọi là rất là mát mẻ. Nó không có một cái vấn đề gì gặp phải về nhiệt độ của sản phẩm cả. Và kích thước và trọng lượng của sản phẩm này thì nó sẽ lại trở thành nhược điểm của nó. Thì nhược điểm của nó là nó hơi nặng, và chỉ có máy không thì nó lên đến 3,5kg rồi. Mình nghĩ là cái vấn đề nặng này thì với các anh em đam mê gaming thì nó cũng không là vấn đề gì cả. Nhưng mà đây nó cũng là một điểm trừ dành cho sản phẩm. Nếu như có thể vừa mỏng vừa nhẹ thì thực sự là rất tuyệt vời dành cho sản phẩm này. Và thôi, không nói nhiều nữa, thì mình hãy cùng đi đến phần trải nghiệm sơ qua về màn hình này, âm thanh, hiển độ hiển thị của sản phẩm cũng như là bàn phím này, những cái tùy chọn cài đặt trong máy. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến luôn phần test game, phần mà mình nghĩ là có khá nhiều bạn đang là mong mỏi để bên mình test, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, đây, cái điểm đầu tiên các bạn có thể thấy ở đây là sản phẩm được trang bị hệ thống đèn này, đèn LED RGB này. Đó, có thể thay đổi tùy chọn này. Đó, và ở hai đường viền này các bạn có thể thấy hai giải LED này, bốn giải LED ở bốn cạnh viền của sản phẩm này. Tiếp đến một điểm đặc biệt nữa của dòng Dell Alienware với thiết kế cực kỳ gaming. Đây các bạn nhìn đây, top bar cũng có LED luôn, cũng có RGB luôn. Và tất cả những LED này, kể cả chữ Alienware ở đây, các bạn này nhìn thấy, chúng ta đều có thể thay đổi, đều có thể tùy chọn được. Đây, hãng sẽ cung cấp cho ta một cái ứng dụng, ví dụ như là cái phần top bar này đang màu xanh đúng không, thì mình có thể đổi nó thành màu đỏ. Đây, mình sẽ chọn này, top bar này. Đó, đổi nó thành màu đỏ này. Đó, có thể điều khiển cho nó nhấp nháy luôn. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình thì mình thích màu xanh hơn. Các phân vùng bàn phím này thì chúng ta có thể thấy nó rất là chia từng vùng để cho các bạn có thể tùy chọn được màu sắc của sản phẩm này. Đó, nó đánh số thứ tự này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, thậm chí là kể cả các giải LED ở cạnh máy chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được. Và thậm chí là cả cái logo ở đằng sau. Đây, logo này. Ở đây. Đây, logo Dell này, logo của người hành tinh này, chúng ta có thể tùy chỉnh được luôn. Vâng.
nó rất là tuyệt vời với những cái bạn game thủ. Và thực sự là mình nghĩ là sản phẩm này về mặt thiết kế ngoại hình thì gần như là không có gì để có thể chê được nó, ngoài việc là nó hơi dày, nhưng cái việc dày đấy sẽ giúp cho sản phẩm có nhiệt độ mát hơn khi chúng ta chơi game, khi anh em ta try hard những cái tựa game cần sự tập trung cao này, cần hoạt động lâu dài và những cái game có cấu hình cao, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp đến phần âm thanh đi. Rồi, bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ thử trải nghiệm nhạc của cái chất lượng âm thanh từ cái bộ loa trên con máy Dell Alienware này nhá. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Thực sự là cái âm thanh của sản phẩm này đem cho mình một cái cảm xúc nó rất là gọi là mãnh liệt đi. Và khi mà chúng ta chơi game với loa ngoài của sản phẩm này thì mình nghĩ là nó không có gì để có thể chê được nó ở đây cả. Nó quá to, nó quá rõ ràng, trái phải đầy đủ, âm thanh gần như là mình có cảm giác như kiểu là một cái âm thanh từ một cái bộ loa máy tính cây cơ. Mình không nghĩ là một con laptop có thể cho ra được một chất lượng âm thanh lớn như thế này. Các giải âm bass này, treble này, mid này của chiếc loa trên sản phẩm Dell Alienware này thực sự là mình rất là ấn tượng. Các giải nhạc rất là rõ ràng và nó không bị lấn giải, cũng như là mọi thứ đều trong trẻo và rất là sắc nét. Với cái màn hình 120Hz này thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp trải nghiệm game để xem màn hình nó hiển thị như nào và cái cấu hình của sản phẩm rất cao này thì nó hoạt động ra sao, và chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Rồi, và tựa game hôm nay mình mang ra test nhanh con máy này cho các bạn, đấy chính là tựa game Quốc dân Liên minh Huyền Thoại, và để xem là con máy này của chúng ta hoạt động như thế nào nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu test game thôi. Rồi, như các bạn có thể thấy ở đây này, mình đang trải nghiệm tựa game Liên minh Huyền Thoại, và các bạn có thể thấy nhiệt độ của GPU lúc nào cũng chỉ dưới 50 độ, còn nhiệt độ của CPU chỉ khoảng độ 60 độ thôi, và công suất hoạt động thì nó chỉ rơi vào khoảng độ dưới 40% đối với GPU, và CPU thì dưới 21%. Và mình nghĩ đây là một cái nhiệt độ cực kỳ tốt, cũng như là một cái hiệu năng cực kỳ ấn tượng đến từ sản phẩm Dell Alienware này. Và thôi, không nói nhiều nữa, hãy cùng trải nghiệm quá trình test game của bên mình nhé. Ngoài những cái cấu hình tốt này, những cái chất lượng gia công gần như là hoàn hảo, bởi vì Dell Alienware là một trong những dòng máy lắp gaming và rồi cái dòng cao cấp nhất của nhà Dell, một thương hiệu nổi tiếng với sự bền bỉ và chất lượng. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây, sản phẩm có một thiết kế như là một con phi thuyền vũ trụ vậy. Nó nặng, nó dày, nó chất và nó hầm hố đây. Nó đầy đủ các cổng kết nối cho các bạn nhé, Type-C này, USB này, và chia luôn riêng hai cổng mic riêng này, tai nghe riêng này. Đó. Và đến cạnh sau của sản phẩm thì chúng ta có thể thấy này, ở đây có chân sạc này, đấy, cổng xuất màn hình này, HDMI này, cổng Thunderbolt này, và đặc biệt
những cái máy hiện tại nhỏ gọn và mỏng nhẹ sẽ không có. Đấy chính là cổng và mạng kết nối AZ45 mạng LAN. Và tiếp đến sang bên cạnh phải của sản phẩm đi, chúng ta còn thêm một cổng USB nữa. Và bộ tản nhiệt này của sản phẩm, các bạn có thể nhìn thấy đây, các khe tản nhiệt rất là lớn này. Phần đáy này rất là, cái phần đáy này gọi là cái khe tản nhiệt, nó hút gió cực kỳ tốt, khiến cho như các bạn cũng thấy cái qua phần trải nghiệm game vừa rồi, sản phẩm có một cái nhiệt độ rất mát, hiệu năng cực kỳ ổn định. Thậm chí là chip và cảm của sản phẩm còn không cần hoạt động đến quá nửa công suất đó. Và sản phẩm này mình nghĩ là không có gì để chê cả, mặc dù tuổi đời nó đã vào khoảng là 4 đến 5 năm rồi. Tuy nhiên đây vẫn là một sản phẩm chất lượng, bởi vì theo quan điểm của mình, thà mua flagship cũ còn hơn mua tầm trung mới. Và đấy là quan điểm của mình. Vậy quan điểm của các bạn như nào, các bạn có thể chia sẻ ở phần comment ở bên dưới. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like và subscribe, cũng như đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Hoàng Nguyễn Store, cũng như là những khuyến mại tốt nhất dành cho khách hàng của Hoàng Nguyễn Store. Và nếu như bạn đang muốn trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này, hay muốn đến ngắm nghía một chút về sản phẩm, thì hãy qua trực tiếp Hoàng Nguyễn Store và các bạn nhân viên sẽ luôn hỗ trợ cho bạn một cách nhiệt tình nhất, cũng như các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm này một cách tốt nhất. Và đến đây thì video đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.